Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tiếp tục tính toán chi tiết hơn về chi phí đầu tư khai thác vận hành khi đặt ga hay không đặt ga, đảm bảo đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ thẳng nhất có thể. Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một trong những dự án hạ tầng lớn và quan trọng nhất của Việt Nam trong thập kỷ tới. Dự án vừa hoàn thành thẩm định thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án tiếp theo sẽ chỉnh Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào quý 4 năm 2024. Theo ông Đào Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, đại diện tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có tổng chiều dài chính tuyến khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại ga Thủ Thiêm qua 20 địa phương. Tuyến được xây dựng đường sắt đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn trên trục. Vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Về tiến độ thực hiện dự án, dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư quý 4 năm 2024, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, khởi công dự án năm 2027. Phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Trên tuyến bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Việc bố trí ga căn cứ vào yếu tố quan hệ giữa tốc độ và cự ly ga dừng hợp lý. Với tốc độ 350 km/h thì khoảng cách hợp lý là hơn 50 km có một ga. Cùng với đó, vị trí đặt ga phải phù hợp với điều kiện hiện trạng, quy hoạch của địa phương. Ưu tiên tiếp cận các đô thị trung tâm hiện hữu, khu vực quy hoạch có tiềm năng phát triển mới, có khả năng kết nối tốt với hệ thống giao thông khác, khai thác hiệu quả hạ tầng và phương tiện. Tuy nhiên, theo tư vấn, trong tương lai, khi địa phương hình thành đô thị có quy mô dân số đủ lớn, khoảng cách đảm bảo khai thác sẽ nghiên cứu bổ sung ga và giao cho các địa phương hoặc nhà đầu tư thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Khảo sát thực tế dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam qua các tỉnh từ Hà Nội đến Nam Định, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng trước khi báo cáo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 xem xét thông qua, cần làm rõ các nội dung như hướng tuyến, TOD, vị trí đặt nhà ga sao cho khai thác vận tải hiệu quả, vấn đề kết nối với hạ tầng giao thông, phương thức vận tải khác. Đồng thời, tiến độ cần xem xét trong tổng thể nhu cầu bố trí vốn các dự án khác cần có thứ tự ưu tiên cũng như có phương án để triển khai sớm công tác giải phóng mặt bằng tái định cư. Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, ngoài ra còn các vấn đề như đi cầu cạn qua địa phương, điều chỉnh quy hoạch để phát triển TOD, phương án duy tu, bảo trì sao cho đảm bảo hiệu quả về đầu tư, chi phí, ông Vũ Hồng Thanh đề nghị. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết về vị trí bố trí ga, căn cứ vào vị trí dự báo nhu cầu, coi các ga là điểm khống chế, từ đó xác định các yếu tố liên quan, hướng tuyến, vị trí ga đều đã được cập nhật theo quy hoạch quốc gia của địa phương. Như tại Hà Nội, hiện ga Thường Tín là ga hàng. Đầu mối phía Bắc bao gồm cả đường sắt tốc độ cao và đường sắt hiện hữu. Toàn bộ khu vực Phú Xuyên dành khoảng 200 hectare cho phát triển công nghiệp đường sắt, còn tại khu tổ hợp Ngọc Hồi sẽ đặt ga khách. Để làm rõ hơn phương án hướng tuyến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tính toán chi tiết hơn về chi phí đầu tư khai thác vận hành khi đặt ga hay không đặt ga, đảm bảo thẳng nhất có thể. Về phương án tuyến đi trên cao, vượt qua nhiều quốc lộ và đường sắt hiện hữu, Thứ trưởng Huy cho biết đặc trưng của đường sắt tốc độ cao là đi trên cao. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chủ yếu đi trên cầu cạn để giảm diện tích chiếm dụng đất, tránh chia cắt cộng đồng và ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhất là khu vực miền Trung. Liên quan đến phát triển mô hình TOD tại các khu ga, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho hay, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải xác định ga có 3 khu là khu chức năng, khu thương mại, khu TOD. TOD giao địa phương thực hiện. Về cơ chế, đề xuất nguồn thu từ phát triển TOD sau khi trừ đi chi phí giải phóng mặt bằng sẽ được giữ lại 50% và nộp trung ương 50%. Đồng thời cho biết, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thu ý kiến và tiếp tục làm rõ chi tiết.
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đưa dự án cao tốc Bắc Cạn - Cao Bằng vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và đảm nhận vai trò chủ quản thực hiện dự án. Dự án này nhằm thực hiện hóa quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến cao tốc Bắc Cạn - Cao Bằng nằm trên trục cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng CT07, một trong những tuyến cao tốc hướng tâm quan trọng nối liền thành phố Cao Bằng, thành phố Bắc Cạn với thủ đô Hà Nội. Đoạn từ Hà Nội đến huyện Chợ Mới Bắc Cạn đã được đưa vào sử dụng, trong khi đoạn từ Chợ Mới đến thành phố Bắc Cạn đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai thủ tục đầu tư giai đoạn 2024-2026. Tuyến cao tốc từ Bắc Cạn đến Cao Bằng dự kiến được đầu tư sau năm 2030. Tuy nhiên, theo điều chỉnh của quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến cao tốc Bắc Cạn - Cao Bằng có thể được đẩy nhanh thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, phù hợp với quy hoạch vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đang lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, do nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn trong khi ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh còn hạn chế, Cao Bằng gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho dự án. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đảm nhận vai trò chủ quản và bố trí vốn cho dự án cao tốc Bắc Cạn - Cao Bằng. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cũng đã gửi văn bản đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư tuyến cao tốc này, đồng thời cam kết phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để cung cấp hồ sơ và công tác chuẩn bị đầu tư. Dự án cao tốc Bắc Cạn - Cao Bằng được kỳ vọng sẽ kết nối trực tiếp giữa tỉnh Cao Bằng với thủ đô Hà Nội, rút ngắn khoảng cách di chuyển từ cửa khẩu tỉnh Cao Bằng về Hà Nội khoảng 50 km so với lộ trình hiện tại qua Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển mà còn tăng cường kết nối giao thương với các cửa khẩu lớn ở khu vực Đông Bắc như Trà Lĩnh, Tà Lùng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thành mạng lưới giao thông liền mạch với các tuyến cao tốc khác trong khu vực miền Bắc như CT05, CT09, CT10 và CT15, góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc miền Bắc. Tuyến đường này không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho vùng Đông Bắc mà còn góp phần quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa Việt Nam với Trung Quốc qua các cửa khẩu quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 37 đoạn từ quốc lộ 18 đến ngã ba An Lĩnh. Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trên đoạn tuyến, giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống quốc lộ theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Dự án có điểm đầu tại vị trí giao cắt với quốc lộ 18 thuộc phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, khoảng km 87 403 lý trình quốc lộ 37. Điểm cuối tại nút giao An Lĩnh thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, khoảng km 92 900 lý trình quốc lộ 37. Tổng chiều dài tuyến thuộc dự án khoảng 5,5 km. Theo đề xuất, dự án có quy mô đầu tư 4 làn xe, tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 998,5 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương. Theo nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải đã phân bổ hết, chưa thể bố trí cho dự án nên Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp để báo cáo cấp có thẩm quyền sớm triển khai dự án. Kế hoạch thực hiện dự án tùy thuộc vào khả năng bố trí vốn, hoàn thành dự án sau 24 tháng kể từ khi xác định được nguồn vốn. Công ty cổ phần tập đoàn Khu công nghiệp Việt Nam vừa khởi công giai đoạn 1 dự án nhà kho xây sẵn chất lượng cao tại phân khu D, khu công nghiệp Nhân Trạch 6, Đồng Nai. Tổng quy mô của dự án là 14,5 ha với diện tích sàn cho thuê hơn 97.000 m2. Giai đoạn 1 của dự án có diện tích sàn cho thuê hơn 44.000 m2, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2025.
Đây là dự án đầu tư mới nhất của Tập đoàn Khu công nghiệp Việt Nam tại Đồng Nai, được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED vàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của các nhà đầu tư quốc tế. Dự án này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics mà còn góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai. Dự án của Tập đoàn Khu công nghiệp Việt Nam hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút FDI vào ngành logistics, đồng thời đáp ứng nhu cầu kho bãi đang ngày càng tăng cao tại khu vực Đông Nam Bộ. Từ đầu năm 2024 đến nay, tập đoàn đã khởi công 4 dự án công nghiệp mới tại khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm ở cả hai miền Bắc và Nam, cung cấp gần 400.000 m2 diện tích sàn công nghiệp mới cho thị trường, bao gồm các hạng mục đa dạng như nhà kho xây sẵn, nhà xưởng xây sẵn và nhà xưởng hỗn hợp. Về chủ đầu tư, Tập đoàn Khu công nghiệp Việt Nam được thành lập vào năm 2021 là một nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn đã đưa vào hoạt động 9 dự án nhà kho và nhà xưởng xây sẵn chất lượng cao tại các khu công nghiệp có vị trí chiến lược ở cả hai miền Nam và Bắc như Deep Sea, Hải Phòng, Thuận Thành 3B, Bắc Ninh, Hố Nai, Đồng Nai, Phú An Thạnh, Long An với tổng quỹ đất đạt hơn 300 hectare. Tập đoàn Khu công nghiệp Việt Nam chuyên phát triển, thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng công nghiệp và hậu cần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bất động sản công nghiệp cho thuê chất lượng cao. Trong tương lai, Tập đoàn Khu công nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng danh mục đầu tư trở thành nền tảng bất động sản công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.